Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Hồ Hèn Nghê mỗi ngày mất một thứ trên cơ thể, báo căn bệnh ai cũng hoang mang. Mới đây, Hoa hậu Hồ Hèn Nghê đã gây chú ý khi chia sẻ về clip quá trình đi khám bệnh. Đoạn clip này nhanh chóng thu hút nhiều sự quan tâm, người hâm mộ đều bày tỏ sự lo lắng, tò mò về tình trạng sức khỏe của Hồ Hèn Nghê. Nhưng sự thật thì tình trạng của Hồ Hèn Nghê không quá đáng ngại, cô chỉ đơn giản là đi khám về tình trạng sức khỏe của tóc. Theo chia sẻ trong clip, Hồ Hèn Nghê gặp phải tình trạng rụng tóc nhiều. Cô cho biết có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, nhưng nghiêm trọng nhất là do căng thẳng quá độ. Bên cạnh đó, nàng hậu thừa nhận đang phải chịu nhiều áp lực và stress trong những ngày gần đây, nhận đến việc tóc rụng ngày càng nhiều. Ngoài ra, Hồ Hèn Nghê còn khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ rằng việc gội đầu quá sạch cũng là nguyên nhân góp phần gây rụng tóc. Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 chia sẻ, Hèn chọn đúng dầu gội nhưng do gội quá kỹ nên nhận đến việc rụng tóc. Hèn thường gội 2 lần xà bông và có thói quen dùng tay chà mạnh vào da đầu. Điều này vô tình khiến da đầu bị tổn thương và khô. Sau khi xả sạch với nước, Hèn lại không sử dụng dưỡng da đầu, mặc dù có mua nhưng lại không sử dụng. Mãi đến khi đi khám, Hèn mới hiểu rõ nguyên nhân rụng tóc. Bài đăng của Hồ Hèn Nghê nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm bởi họ cũng gặp phải tình trạng rụng tóc tương tự như cô. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rõ nguyên nhân. Hầu hết họ đều cho rằng rụng tóc là do chọn sai loại dầu gội. Sau khi nghe Hồ Hèn Nghê chia sẻ, nhiều người mới nhận ra rằng ngoài việc gội đầu sạch sẽ thì việc sử dụng sản phẩm dưỡng tóc cũng là bước rất quan trọng để nuôi dưỡng tóc chắc khỏe. Đồng thời, việc giữ vững tinh thần ổn định, tránh căng thẳng cũng là yếu tố then chốt để ngăn ngừa rụng tóc. Gần đây, Hoa hậu Hồ Hèn Nghê còn gây chú ý khi đảm nhận vai nữ chính trong MV về môi trường. Thời gian qua, người đẹp tích cực tham gia trồng rừng, lan tỏa các thông điệp tích cực. Theo đó, nhạc sĩ Xoay Huỳnh chính thức ra mắt dự án âm nhạc môi trường và công chiếu MVC có sự tham gia của Hoa hậu Hồ Hèn Nghê. Hoa hậu cho biết, khi nhận được lời mời, tôi nghĩ đây là dự án về môi trường nên quyết định chung tay chứ chưa biết vai trò của mình như thế nào. MV như một phim ngắn với bối cảnh viễn tưởng về một hành tinh nơi cây xanh có sinh mệnh nhưng bị khai thác và tận diệt. Nhân vật chính Say đại diện loài người tỉnh thức và giải cứu cây thần do Hồ Hèn Nghê thủ vai mang lại sự cân bằng cho hành tinh. Thời gian qua, Hồ Hèn Nghê tham gia trồng cây gây rừng và có nhiều hoạt động truyền cảm hứng sống xanh. Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm 2017 cho biết, vì có chung tình yêu dành cho thiên nhiên và mong muốn cất lên tiếng nói, lan tỏa thông điệp ý nghĩa đến cộng đồng, nên cô nhận lời tham gia dự án này. Mọi người hỏi tôi rằng tại sao lại hay đi trồng rừng, tôi nghĩ điều đó xuất phát từ chính bản thân mình. Tôi hay trăn trở với thiên nhiên, tôi nhận ra rằng những nơi nào có rừng thì ở đó rất vững chắc, còn những nơi sạt lở thì thường ít cây cối. Trước đây tôi tham gia nhiều hoạt động liên quan đến phụ nữ, trẻ em và trong thời gian tới tôi muốn tham gia nhiều hơn các hoạt động về môi trường, cô chia sẻ. Đây là MV đầu tiên trong dự án SHE Save Her Earth do nhạc sĩ Shay Huỳnh sáng lập và mang thông điệp về hòa bình và bảo vệ hành tinh. Đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.